Đây là một con mồi lở nha anh em, thổ pha nha anh em, mọc hậu. Con chim đây là một con chim rất là chiến nha anh em. Nó mới bắt được có 3 con bội thôi. Thì mình cũng mới đi đi giọt đi tập chơi vừa. Thì nhưng mà con chim này thì rảnh đâu mình xách đi đó thôi. Vừa tại nhà thì mình móc ở trên cây đây. Thì tuy nó bắt 3 con thôi nhưng mà là đẹp ly rồi, thân rồi nha anh em. Khi tập lồng lá nó khó qua chạm chim lắm. Thì bây giờ nó để cũng bắt được chim, nó quen sao nó ly rồi. Thì nết con chim này thì chim nó quen rồi nha anh em. Chứ nếu mà chim là lạ, nãy giờ mà ở nhà mình mà móc mà cây cách cây 50 mét á, thì chỉ cần mà anh em ngồi chơi làm một bình chè hay là một phin cà phơ thôi là nó làm nem bị chọc là bình thường nha anh em. Nó là thúc thúc đôm tới là nó gù thôi. Con chim này có dặm rồi nha anh em. Về gù cái lâm mấy tiếng đầu, tiếng gù rất là hay, thổ phê. Thì mình té vào nước nó thì anh em nào á mà cầm chơi á thì sau này á là mà biết con chim này là cái nước nó đấu, nó đổ, nó rước chim ác cỡ nào nha anh em. Tiếng nó rất là hay. Thì đỡ mình lấy xuống mình quay cái thủ này cho anh em xem nha. Rồi đây nha anh em, cái thu nó thì tìm một con thổ phê á mới nổi lên bắt được 3 bội mà nó đóng một cái thu cỡ đây thì không dở tìm đâu. Thì nãy mình nói nó để là hàng khủng rồi, từ cặp chân này anh em, cặp chân to quặm đóng cái thu này. Cái thu nó thì chắc cũng muốn sắp 2 con chim khác rồi nha anh em. Giang cườm vuông nhỏ điêu đóng lẻ xuống cái dương ngọc luôn, ngọc tròn nha anh em, to lông đen học dầu đóng dây luôn nha anh em. Bộ lông nó còn chưa có kín đâu nha anh em. Con này thì lông nè. Giang cườm thì giang cườm giang huy, đầu mặt thì nói với anh em là đóng, anh em xem cái đầu nữa nè, mắt này nha anh em. Nó mà đi chơi trên rừng vừa á, bắt chim á, anh em xách xuống á, coi cái đầu mặt nó mất ác nè nha anh em. Giang cườm quá khủng nha anh em. Giang cườm giật khăn, anh em thấy không, giật áo luôn nè. Nó không cơ cao nhưng mà nó lẻ, nó kiêng xuống luôn nha anh em. Giang cườm nè, xí ngược lên hết nha anh em. Có dặm đa số là bằng đường gu, nhận gu, thúc gu, cà lâm nha anh em, thổ phê tiếng rất là tốt. Đây là đầu mặt nó nè. Thì anh em để nghe cái âm nó từ xe, cái âm nó từ xe mình đã quay cho anh em nghe. Thì anh em nhìn nhận, anh em cứ thấy nó ưng ý anh em alo cho mình giao lưu cho anh em, vừa anh em chăm rồi anh em chơi làm hàng khủng nha anh em, quá khủng luôn nha anh em. Dài ác nha nè. Rồi mình nói ít thôi, đơn giản thôi, anh em cứ nhìn nhận thấy thích nó anh em alo mình giao lưu cho anh em, vừa anh em đào tạo lên tiếp
bắt chim tiếp nha anh em, mới cả 3 bộ thôi. Tương lai con chim này thì cực kỳ dài, anh em cứ chơi thẻ hồ chơi nha anh em. Đây, chừng nó nè, bò thù thì nó như hàng, nhưng vào bấm chọn rồi. Đây anh em lên rừng chơi, chưa vừa chạy hay là những lúc anh em ngồi lại với anh em á, hè thô cùng với nhau á, bảo đảm với anh em là khi mở mặt quy ra nha anh em, mở cái mặt quy ra là tự động là anh em nhìn nhận là cọp hay là như thế nào liền nha anh em. Đó, đó là tưởng dù con thì anh em mở ra thì hay đồng ý hay, nhưng mà dù con chim nó đóng ba thù không ác thì nó cũng không khủng được đâu. Đó, anh em nhìn vào nè, không đang gấp nha anh em. Rồi, có dặm thúc gu là chính, tiếng tốt, có cái lâm một hậu nha anh em. Anh em nào siêu tâm vừa chơi để làm hậu vợ tương lai để sau này cứ alo mình, mình sẽ chốt kèo cho anh em vừa anh em phục vụ cái đam mê của anh em nha. Rồi chào anh em, em ngắm lại từ đầu ở đuôi nó một lần nữa nha anh em, quá. Rồi chào hết anh em.